Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục đọc hộp cùng FTC Laptop. Mình là Việt Hoàng. Hôm nay bên mình sẽ đem đến cho các bạn một mã máy mới nhất trong dòng Ideapark 5 của hãng Lenovo là mã ALC05. Đây là phiên bản kế tiếp của mã ARE05 mà bên mình đã đánh giá trước đây. Phiên bản lần này sẽ được đem đến cho các bạn một nâng cấp mới về phần cứng lẫn chất lượng hiển thị của màn hình. Bên ngoài vỏ hộp anh em có thể thấy vẫn là logo của Lenovo được in rất rõ và nổi. Và phía trên sẽ là seal của máy. Một số thông số chi tiết của máy sẽ được in ở ngoài vỏ hộp. Anh em có thể lại gần đây cùng mình để xem cho rõ nhé. Máy được trang bị con chip AMD Ryzen 7 5700U 8x16 luồng, xung nhịp cơ bản 1.8GHz, RAM 16GB SSD 512GB NVMe, càng màn hình tích hợp. Màn hình là 15.6 inch Full HD IPS, đã được nâng cấp hơn so với tấm nền TN trên con ARE05. Pin của máy là 3 cell. Để điều hành là Windows 10 Home bản quyền. Màu máy là Graphite Gray, là màu xám anh em nhé. Ở dưới này chúng ta cũng có thể xem luôn được là pin là 57Wh này. Thôi, bắt đầu mình khui seal nhỉ. Sạc của máy có công suất là 65W và đã được nâng cấp lên chuẩn Type-C anh em nhé. Mình sẽ để sang một bên. Cùng đến với máy. Anh em có thể thấy luôn là trông cũng không khác biệt lắm so với phiên bản trước. Cảm giác cầm nắm khá là chắc chắn. Phía trên nắp máy được phủ lớp sơn mịn nên anh em sờ cảm giác đem lại là rất sướng. Lớp phủ này cũng giúp giảm vấn đề bám vân tay cho anh em luôn nhé. Tay mình mồ hôi khá là nhiều đấy, nhưng mà sờ từ nãy là không có dính gì đâu. Mở máy lên, ta sẽ thấy màn hình 15,6 inch của máy với viền khá là mỏng. Ở trên này còn có cả gạt để che cam anh em nhé. Màn này theo như hãng công bố thì có độ sáng là 300 nit và tấm nền IPS Full HD. Đây sẽ là một nâng cấp đáng kể so với ARE05 chỉ được trang bị tấm nền TN trước đây. Dưới này sẽ là bàn phím và một số tem thông số của máy. Nút nguồn thì mình đã thấy đây là được trang bị vân tay. Giải loa đây được trang bị công nghệ Dolby Atmos. Phím thì mình trải nghiệm qua thì độ nảy khá là vừa phải. Hành trình và bố trí khá là hợp lý. Trackpad thì làm lệch sang bên trái một chút anh em nhé. Bây giờ mình sẽ điểm qua một số cổng kết nối của máy. Ở cạnh trái sẽ là cổng nguồn, cũng là một cổng Type-C anh em nhé. Một cổng HDMI và jack audio. Ở bên cạnh phải sẽ là khe thẻ SD và hai cổng USB. Ok, mình nghĩ đây sẽ là một sản phẩm đáng mong chờ cho những anh em làm văn phòng, các bạn học sinh, sinh viên mà cần cả hiệu năng lẫn hình thức, và sẽ là một sản phẩm đáng được quan tâm trong nửa cuối 2021 này. Video đánh giá chi tiết về máy sẽ được FTC gửi tới anh em trong vài ngày tới anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video đọc hộp tiếp theo.